50. Lát cho để pin không tắt. Một người xem. Ủa, từ từ, hồi nãy chưa viết khắp caption gì hết. Thôi khỏi viết đi. 22 người xem. Hello Bảo Nghi, hello anh Cầm, hello Thanh Mai, hello anh Cầm nha. Ai, cho một tí nhạc đi MC. DJ cho anh một tí nhạc đi em, cho cái không khí buổi livestream hôm nay nó thật sự là náo nhiệt. Chào Đăng Thư, chào Quỳnh Thái, chào Nguyễn Tâm, chào Lô Anh, luôn bên anh livestream bán đầm nha. Hôm nay livestream bán đầm 106-107 đồng ngọc trinh, kem trộn các thứ nha các bạn ơi. Chào Trâm cho đường, chào đánh ngọn luôn nha. Hello Choi Yong Jun, trời ơi tên tiếng Hàn mà chỉ tiếng Việt. Hello, hello Nguyễn Võ Gia Tệ, hôm nay mình sẽ livestream tâm sự, tâm lý, tình cảm, tuổi học trò. Mặt tôi mà nhăn gì trời. Son đậm đó má, ơi son hay đậm này chết mẹ rồi. Son hay đậm mà nha ekip ơi. Ekip bánh cái son hay đậm á. Chùi chùi son chùi. Không, tuần này mình like trên Facebook thì tuần sau mình sẽ like trên Instagram. Mình sang kẻ, tôi like Instagram biết gì không? Tôi kéo follow mấy má. Cho follow nhiều nhiều cái tôi kiếm tiền. Gọi tên em đi Mộng Trinh nè. Áo hồng đâu anh? Hồi nãy định mặc áo hồng rồi nhưng mà áo hồng mặc không đẹp. Gì? À, livestream 30 phút nữa thay bộ khác. Tại vì tôi như cô dâu vậy đó má. 2-7-8 cái bộ đầm lần. Bán hai cái chồng mắt kính được không? Bán hai cái chồng mắt kính rồi thì thấy đường bà Nguyễn Trang. À, chú Vinh ơi, chú có buồn khi chị số 4 em vậy? Em đừng nhắc chị số 4 nó qua chương trình rồi em ơi, mình đi một cái chương trình khác nha. Em coi Thanh Thám Tử đi. Anh tâm sự cho em đi. Ủa tự nhiên bây giờ em hỏi cái gì đi anh mới tâm sự cho em được. Mình chủ yếu là mình livestream, mình nói chuyện, mình tâm sự. Hello anh Thám Tử đánh đá, không hề đánh đá nha em, anh không hề đánh đá. Bán cái đầm hường không, đầm hường em lấy đầm sườn xám xẻ hay đầm cúp ngực hay đầm ngọc trinh em. Đầu cái môi anh nó vậy á. Không có thân đâu nè, ở chết mẹ. Nãy chứ nãy môi nó hơi tái. Nãy thịt bò mà hơi tái nên đánh miếng son nhẹ. Em đánh miếng son nhẹ nhìn cho nó hồng hào dễ thương đáng yêu. Hello anh Vinh Trần dễ thương. 533 con người đang coi tôi nói xàm. Hello producer top 1 trên Đinh, Đinh Hoàng Long. Các bạn ơi, các bạn mình hỏi đi, mình đặt câu hỏi đi, mình đừng mình bớt khen nha. Tại vì tôi biết tôi đẹp rồi đó. Mày chơi. Nhà nó đâu á? Nhà nó Sài Gòn nha. Anh xin hung gái, anh xin là anh nào? Ở đây chỉ có anh Vinh không, anh xin trời. Gọi tên em đi anh Vinh ơi. Hello bé ba Việt Quang. Người đàn ông mạnh mẽ nhất Sài Gòn. Gái ơi, còn cái đầm nào bao xinh luôn nè. Gái ơi, còn cái đầm bao xinh luôn nè. Bên anh là bán đầm bao xinh nha em ơi. Trời ơi, trên phim nhưng mà đời giọng khác vậy. Anh là giọng của anh là cái giọng đều giống nhau hết rồi. Chẳng qua là trên phim anh nói ít thôi em. Em mê lắm luôn, hay đến được với anh. Em ơi, anh không có đến với em được đâu em ơi. Ôi, cái đồ anh thượng đẳng em. Chết luôn á em, Việt Quang, bé ba, người đàn ông anh mạnh nhất Sài Gòn. Hello chị Lê Mai, ôi trời ơi, nay được chị Lê Mai vô xem luôn. Ôi, hello Minh Tâm Lê. Hot girl từ lại thành thương. Sao nay son môi rồi anh? Bà ơi, hồi nãy ăn thịt bò cái môi nó tái. Đánh nhẹ miếng son cho nó hồng hào nói chuyện với mấy bạn. Alo anh ơi, nhìn thấy em không? Thấy em nghe Nguyễn Ngọc Huyền. Hello Nguyễn Tiết Cơ. Em ở Gò Vấp, khi nào có dịp ghé qua gặp anh. Em ở Gò Vấp, anh ở Sài Gòn em ơi. Chắc chắn sẽ không ai đọc tên tôi đâu. Ino Ayashi. Sao chú Vinh bụng bự? Vinh là không bao giờ bụng bự nha các bạn. Bụng có Vinh là không bao giờ bự. Còn 7 cái đầm hường nha em ơi. Yên tâm nha em Văn Phan. Gọi tên em đi idol Sushi Phan, Subi Phan. Anh bao nhiêu là bánh chưng rồi? Bí mật. Để mà bình thường cũng cute mà. Trời ơi, là cái môi hôm nay nó hơi tái. Sao mà quan tâm cái môi tôi vậy, đã chùi rồi. Coi cục da của em xong. Tự nhiên mày coi cục da của mày xong mày tỉnh ngủ là sao, cái con Việt Quang kia. Nhà tôi cách quê ông 20 km đó. À, vậy là An Giang luôn chứ gì.
Trời ơi, 700 con người đang xem tôi live stream, tôi không biết là tôi nói cái gì luôn á, thiệt. Lên live stream chứ nói sàm mà cho biết nói gì đâu. Ra Đà Nẵng rước em đi anh, em vô Sài Gòn đi trời. Làm ơn trả lời em một câu thôi được không? Được, em hỏi đi Kim Ngân Hoàng. Em cũng ở Sài Gòn nè, anh cũng ở Sài Gòn nè. Trời ơi, sao người lạ, người quen vô xem không vậy? Mấy bạn người quen mình bớt hỏi mấy câu xéo sắc nha. Gì mà già vậy? Bảo Ngân 27 nè, bánh chưng là già lắm đó em. Em mê lắm hả Nguyễn Hoàng Anh Thư? Mê lắm đúng không? Hello Nguyễn Mai Ly. Chết cha, anh Tài anh Nguyễn vô xem. Chết rồi, mình phải nói những cái gì kín kẽ không là đó, ông đó ông ghê lắm. Em đang làm bài phóng vào đây luôn anh ơi, đi học đi em, tập trung việc học đi, anh không có giúp em được cái gì. Coi một xíu rồi về học bài đi, ba má sẽ hơn. Vinh già rồi nha, Vinh sinh năm 94. Đâu có mượn gì, Nguyễn Lê, Nguyễn Triệu Vi, anh đâu có mượn. Không có mượn. Mimi, em ơi anh đi với em có show anh thám tử rồi em nghĩ luôn là sao em? Giả bộ một hồi ẹt thử coi cái được không? Không em, không giả bộ được. Làm cái clip áo hường đi anh ơi. Em ơi, bây giờ lớn rồi chứ phải con nít đâu mà mặc cái áo hường vậy. Hello Hưng Nguyễn em. Trời ơi, cái mặt thì muốn xỉu là sao anh? Muốn xỉu là sao? Thôi, tôi đẩy xa cái mặt tôi ra cho nó bớt, cho nó gọn. Hello anh Tài, anh Nguyễn nha. Anh ơi, cái mặt em nó đang gọn bưng. Đừng để cái mặt em. Hello Hưng Nguyễn nha. Mọi người đừng quan tâm cái môi anh Vinh, quan tâm cái rèm phía sau kìa. Bà du duyên cái rèm này, mai tôi tháo luôn. Ủa, em vẫn thấy tin nhắn bình thường mà cái đứng yên gì vậy anh? Mọi người... À nhon. Trời ơi, 700-800 con người đang ngồi coi tôi nói xàm. Với bọn mình hỏi cái vấn đề về thí dụ như thắc mắc chuyện tâm lý đồ ha, hay là hỏi đề tư, hay là một giải đáp thắc mắc đồ. Chú Vinh, chú già quá nha. Tắt live stream đi ngủ liền bây giờ. Một câu nữa là tắt live stream đi ngủ. Ai đưa con đò sang bến mông anh mong. Võ Thị Thanh Tuyền à, một lần cuối là coi xong 15 phút là đi vô làm bài liền nha em. Học hành đang quan, ba má mới cho coi live stream tiếp nha em. Anh ở Sài Gòn hả? Chờ em ở gần ịt anh luôn, sát đít luôn. Ê, sát đít là cái bên luôn á. Hâm mộ anh lâu lắm rồi nay mới xem được live stream. Thì tôi mới live stream bữa nay mà, lấy gì mà không được, mấy lần trước lấy gì được xem. Tóc dễ thương, tóc bây giờ nó dài quá không có chỗ cắt là đang rất là khó chịu. Hát mà bây giờ mấy bạn muốn mình hát bài gì, mình comment cái một cái bài hát đi, mình hát cho tặng các bạn nghe. Sướng khói mà, ôi trời ơi, mở Cố Văn Tình hả này? Đúng rồi, anh đang mở Cố Văn Tình á, tại anh Nguyễn ơi. Anh thích cái bài hát lắm, cái bài hát này là có bài của nhóm gì à? Ít chút ít đồ của hai bạn phát, cái bạn Bi Dở đồ, bạn Đinh Hoàng Long. Chật mắt, nhạc hay thiệt, có một chân đinh là xứng đáng. Các bạn nhớ vô YouTube coi Cố Văn Tình đây, tại có tôi đóng đó, nên tôi bi ăn. Chết rồi, mẹ tôi vô xem. Hello chị Dung Lê, mẹ anh Vinh Trần nha. Em thích bạn kia mà bạn ấy có bồ rồi, em có nên gạ bạn ấy không? Em sống như vậy là em sẽ không có bồ suốt cuộc đời đó em. Người ta có bồ em vô gạ vậy Mimi. Em không nên như vậy, em hiểu không? Đường đời nó còn nhiều trai lắm em. Không nên như vậy. Hốp, trời, anh hát bài Cố Dân Tình á. Trời ơi, anh hát bài Cố Dân Tình là ít ra ít. Thôi bỏ đi. Trời ơi, 800 mấy rồi, sắp được 1k rồi. Thiệt 1k tôi hát cho các bạn nghe. Bây giờ mình sẽ mở bài nhạc Anh Thám Tử cho các bạn nghe nha. Là chết cha, bài đó tôi để trên file công ty, không có mở được. Cho mượn nhập, thôi mà khỏi đi. Hello, Lâm Nguyễn Thanh Đào. Để mất công nói chào mà không chào lại. Biết sao rồi, hát khó, hát Cố Văn Tình. Hát Cố Văn Tình thì được rồi, nhưng một ca người xem đi, tôi hát Cố Văn Tình cho các bạn nghe.
Xe có livestream này cộng cả luôn các bà con ơi, xe có livestream này giùm em luôn nha. Em bán đầm chục chín trăm sáu mươi bảy cho anh đầm hường luôn, xe có livestream này giùm em luôn. Tôi phải cạnh tranh với anh Dương Lê Dương Võ Lâm mấy luôn. Thiệt. Hello anh Kama, nghe anh clip em nó hết lên trend rồi anh Kama. Hôm trước có thấy anh xuất hiện trên trường Lạ Thành Thương. À, dài dưới người ta để đọc từ từ nè, không có đọc, không có bấm vô xem thêm được nè. À, anh có suy nghĩ thế nào về tham gia chương trình? À, lúc anh tham gia chương trình thì với tâm thế là tìm được những người bạn mới thôi. Thì sau khi đi về thì chúng anh có được rất nhiều các bạn trong chương trình mà chúng tôi hay gặp gỡ, nói chuyện, ăn uống với nhau rất là vui. Cảm ơn chương trình vì đã cho tôi thêm một mối quan hệ rất là đẹp. Và đây sẽ là những lần tham gia chương trình như là lần đi nhớ nhất của mình. Sắp tới là mình ra cái MV anh Thám Tử á nha các bạn. Các bạn nhớ đón xem nha, cái MV đó có tôi hát nữa đó trời. Anh Kama, em gọi tên anh 5 lần rồi đó anh. Anh phải để sức em gọi người khác nữa. Em rất thích anh đó, anh có thích em không? Anh thích em luôn nghe Yến Vi. 900 người rồi. Bây giờ lên 1000 là hát một đoạn không cố dân tình. Hát nghe không rap nên chứ rap là tắt livestream người ta không coi nữa. Cái bài đừng lo anh đợi là bài của anh để đợi. Anh nói chuyện như bán hàng chính gốc rồi. Trời ơi, tôi mà đi ra chợ tôi bán cá bán rau rồi mấy bà mà chợ dẹp không bán buôn gì được chứ tôi hết dẹp. Sao không ngồi em ơi trong series á là không, series anh cũng đâu ngầu đâu, anh cũng vậy mà gì đâu, anh là sống thật với con người của anh, hiểu không? Anh dễ thương quá, thích anh cười lắm luôn. Nguyễn Thị Tuyết Anh, cảm ơn em. Trời ơi, nghe tôi nói có mẹ tôi vô kìa, mẹ ổng nhắn kìa, mẹ ơi mẹ có thấy con không? Mẹ tôi như mẹ bà vậy. Tôi nhìn ông Vinh tôi tức á, tôi mê ổng á trời. Cái tôi kêu bồ tôi để tóc giống ổng, mua kính giống ổng, xong nó đẹp. Nhắn cái gì động từ từ. Đẹp lên cái nó bị con quỷ kia giật luôn. Ủa, ôi là trời. Cuộc sống, xin lỗi em nghe, nhưng anh không có lỗi trên chuyện này. Xin lỗi em, anh xin lỗi em. Một cái câu chuyện không biết thịt kệ. Hello Candy Long nha. Trời, bà kêu bồ bà mặc đồ giống tôi, để tóc giống tôi, đeo kính giống tôi, xong đẹp trai quá, anh ta giật luôn. Xin lỗi em. Anh cũng trời ơi, giỡn mắt kính cái thôi gì đâu. Giỡn mắt kính cái thôi, bị đẹp trai với mấy má mà tại không thấy đường. Hello Khánh Ngọc nha. Mẹ ơi, cản anh Vinh ảnh đòi hát kìa mẹ. Ui là trời, kêu hát đã giờ cản. Ủa cọc đó rồi sao Lê Khánh Linh giờ livestream cọc, giờ là livestream cọc nhất Việt Nam vậy sao? Hello Khai Kiểm Lệ nghe không? Hello Phạm Yến Linh à, hello Khải Trần à, mình là Vinh Trần livestream cọc nhất Việt Nam à. Ui là trời, mẹ tôi vô coi xong một cái không, bây giờ kêu mẹ chồng không. Ghiết là tôi là chồng thiên hạ, mẹ thiên hạ luôn. Hát đi anh ơi, bây giờ hát hát bài gì? Bây giờ nó gọi một ca người xem tôi hát một đoạn cố dân tình. Ờ em ơi, anh không có còn tình cảm với chị số 4 nghe, tụi anh bây giờ là bạn bè thân em ơi. Anh em mà bây giờ tôi nó là anh em mà. Hello Bùi Quyền Linh nghe, trời từ 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 người ta gọi tên coi livestream mà cọc. Rồi đó Võ Thị Thanh Tiền vô coi livestream tôi khen xinh gái. Đánh lộn nè, Khánh Linh đánh lộn luôn. Rồi luôn, bà Bảo Nghi có duyên, tháo kính ra như thằng ngáo. Rất rất là có duyên nha Lê Bảo Nghi. Thấy chú đeo kính đẹp hơn. Còn con đeo kính hay không đeo thì vẫn xấu. Cái gì vậy trời. Em hâm mộ lắm mà Khánh Linh. Hôm qua em gặp chưa đủ hả? Có nguyện bên anh Vinh suốt đời, mẹ đồng ý. Rồi cái livestream là thành livestream của mẹ tôi luôn. Đúng là chú sinh bực bội cục xúc like không có tâm chút nào. Ủa tôi cục xúc gì trời, tôi đùa mà trời. Không được, được mở bài này bản quyền. Mở mấy bài mà mấy bài hot hot giờ bản quyền cái livestream tôi không có đang like nó tắt ngang, cuộc đời tôi nó bi đát.
Giờ nghe mình mở một cái bài gì vậy ta? Một cái bài nhạc gì đây? Không biết mở bài gì luôn á mấy mẹ mẹ. Ôi là trời, 6-7 cái comment. Nãy giờ comment mẹ chồng ơi, con dâu mẹ nè, mẹ ơi mẹ kêu ảnh kêu tên con cái Phương Oanh đây, không phải mẹ của em nha. Chưa có lấy tôi mà kêu bằng mẹ rồi, mấy bà ham lắm. Vì tự nhiên cọc tôi bà lấy băng băng. I love you anh Vinh Trần. À, Khánh Linh cái đầu gối em bầm hả? Ồ em đi quay em bị phạt thì em bầm đầu gối thôi chứ nói gì. Ồ em lên Spotify nghe Cố Dân Tình nha em. Trời Cố Dân Tình ta trên Spotify đó, ghê lắm. Hay bài Cố Dân Tình hay lắm. Coi cái đoạn mà cái thằng đeo kính đeo nón nó xuất hiện, đẹp trai. Má đẹp trai thiệt luôn. Hello Nguyễn Ngọc Xuân Phúc nha. Tại nãy giờ anh không thấy, bây giờ tại vì mọi người comment liên tục anh không thấy, xin lỗi em nha. Hello xã đoàn 3C Tôn Đức Thắng nha. Bây giờ xã đoàn có mình anh Cam Mai kia, mấy bạn vô coi xe chắc live stream này anh ơi. À anh bị cận á em. Anh bị cận 2,75 độ. Và anh đã cận từ năm 12 rồi. Nửa like anh mời em hát, anh múa em ơi. Anh muốn có live stream anh được nhiều người xem và được mọi người đón nhận chứ không bị scandal nha Lê Khánh Linh. Anh Vinh ơi, bao giờ anh quay với chị Hậu Hoàng? Chị Hậu Hoàng là cùng một người mà anh cũng rất là muốn hợp tác, nhưng để anh sẽ cố gắng contact, mong là chị sẽ đồng ý làm với anh. Nghe nói mẹ có mẹ ai cũng kêu mẹ hết. Anh bao nhiêu vợ không biết, chắc cũng nhiều à, chồng thiên hạ em. Ủa sao anh không chịu trách nhiệm? Ủa mắc gì ai làm gì cho trách nhiệm? Bà Lê Khánh Linh này, lúc đầu thích chị số 4 ghê luôn, cuối cùng ủa tự nhiên cái thích bà số 4 cái vô nói tôi nghe. Kỳ hả? Ôi trời mẹ ơi, con biết nấu cơm rửa chén làm việc nhà giỏi lắm. Cái đó tôi cũng biết nha, tôi cũng biết làm cho mẹ tôi nha. Nói tiếng Anh đi anh. Trời ơi tiếng Việt nói muốn không gành nữa, nói tiếng Anh. Cậu đẹp trai quá, thích cậu nhất trên đời. Clip anh thám tử. Cảm ơn Mark Thiêu vui vẻ. Mình đi giày size 41 nha, 40 năm mà đi cũng được. Anh bị cận hay không thấy tình cảm em dành cho anh? Tao đá mày nghe Nguyễn Khánh Linh. Tình cảm gì đâu hết bài đặt. Chết cha, có hot Facebook Nguyễn Thông vô xem. Chết rồi, chết rồi. Hello anh diễn viên đỉnh cao nhất Sài Gòn, hot Facebook Nguyễn Thông nha. Hôm qua thấy Facebook anh à. Hôm qua thì Vinh có được là vinh dự khi được anh Đàm Vĩnh Hưng share một cái clip anh thám tử của tụi mình. Thì cảm qua cái livestream này em xin cảm ơn anh Hưng rất là nhiều vì đã xem và đón nhận sản phẩm của em. Cảm ơn anh Hưng rất là nhiều. Các bạn nhớ share đoạn này cho anh Hưng coi nha. Anh Thông Nguyễn giờ người ta tống ca mà người ta dễ gì làm với anh. Tôi biết anh thám tử giống mấy người nè, là sao anh thám anh Vinh? Mở nhạc cho nó đỡ. À tôi mở hợp dịch, mình mở cái nhạc thập niên 90, 80 đồ á. Trời tôi thích nghe mấy cái nhạc hồi đó lắm. Ví dụ như là Võ Đông Sơn, Bạch Thu Hà đồ nè. Đẩy nhẹ câu cải lương đồ. Ủa 900 mấy rồi kìa. 1000 đi tôi hát một bài cho nghe. Hello xin lỗi em Nga Linh, em Lê Khánh Linh, anh viết anh đọc lộn tên thôi. Các chị em quay về đi, người ta không nhận vợ rồi, quay xe. Lê Khánh Linh à, Lê Khánh Linh lại, Lê Khánh Linh là bạn tôi. Ăn gì xin dữ vậy anh? Trời ơi, người quen vô quá trời. Nay đẹp trai dữ má. Nay đẹp trai dữ má. Nghe nó cấn cấn cái gì ta. Anh ơi cho em bài tống tình. À nhầm, Cố Dân mày. Mày vậy đó xong mình nó ghét mày đó không. Bài đó là bài Có Gian Tình. Anh cận nặng lắm hả? Sao đeo không thấy tình con là sao? Cái câu này dạo này thì mọi người hay dùng quá ta. Khi em hãy vui lên, hãy có mấy bạn rồi không bay, mấy bạn hồi xưa, mấy bạn ở đây chắc mấy bạn nhỏ nha,
mấy bạn mà tầm cỡ tuổi mình hồi xưa mà nghe mấy bài thập niên 90 rồi giờ nghe lại thấy hay lắm. Ờ tôi thấy comment của ông là Nguyễn Thông, em muốn quýnh lộn với Tilo thì sao anh? Trời ơi trời, gan dám quýnh lộn với Tilo rồi dùng cái câu nhìn giống Lisa của bên chị bảy miếng đất qua đây nữa. Idol Minh Hiếu của tôi đó, giỡn. Môi tôi là tôi đẹp nhờ cái môi. Cho em bài CLCK đi anh ơi, cái bài đó anh không hát được nha em ơi. Không xem nữa, chẳng đọc comment của em nữa. Anh đây nè, Nguyễn Đức Cao. Mắt ấy cứ rơi vài muôn candy candy em. Một ca like đi, mình sẽ hát tặng các bạn một bài. Các lộn, một ca người xem đi, mình sẽ hát các bạn tặng một bài các bạn ơi. Chờ tôi live stream chưa bao giờ được một ca người xem trên Facebook luôn á. Tại vì đây là lần đầu tiên tôi like á. Em ơi nhớ chế ba thì qua gặp chế ba nha em. Ôi mũi gì còn kêu đi nâng nữa lên, nó nhìn nó giả lắm. Thôi để gì cho nó tự nhiên. Mình tự nhiên mọi người thích. Nói dòng bách đi anh à. Anh thì không biết nói dòng bách thế nào đâu. Anh thì chỉ nói cho vui. Hello Đỗ Hà nha em. Xem like của anh mà anh không chịu rep gì hết. Anh đây này Duy Đoàn ơi. Anh ơi mẹ em đợi anh về làm ghế nè. Nhưng mà mẹ anh thì chưa cho làm gửi ai hết trơn em ơi. Trời ơi trời, có diễn viên Trần Phương Nam vô xem luôn. Rồi luôn, nó tụt còn 800 mấy ông Phương Nam vô, cái tụt còn 800 mấy người xem luôn. Hello anh Thi nha. Trời ơi chị An vô xem nữa. Áo hồng đâu, sao anh không mặc, hồi nãy định mặc áo hồng rồi. Nhưng mà thôi, mặc cái này cho nó là. Tôi hơi quạo rồi nha, tôi coi hết tập luôn mà. Chào. Mà đéo chào á mấy má, coi cái gì hết tập ông. Tôi coi trong, coi anh là anh thám tử sao tôi chào ông được anh ơi. Anh ơi dẫn ít qua ni rồi luôn quá học. Tôi nói mấy bạn nghe, xưa tôi học quá, tới bây giờ tôi vẫn chưa biết cân bằng phương trình hóa học luôn. Mà vẫn không biết tại sao tôi vẫn vào được cao đẳng đại học. Thiệt sự. Nói ra thì chúng chửi mình ngu chứ thiệt, không biết làm. Mà học quá lúc nào cũng trên 5 phẩy là đủ qua môn. Cái này nói thiệt, cái này mình nói thiệt. Nhìn mặt anh cứ gian sao. Ui là trời, gian là gian cái gì trời. Mặt anh dễ thương. Hello Trúc Đặng nha. Hello Trâm Quỳnh. Hello Renny Nguyên. Anh Vinh ơi làm gì đẹp dữ vậy? Anh không biết nữa, để xíu anh hỏi mẹ anh coi. Giọng nói thì anh chua lắm nhưng mà giọng hát anh ấm áp. Con mập kêu vô làm nhục em mà thôi, ai làm vậy? Chị kêu nó vô đây nói chuyện tay đôi với em nè chị An. Má ơi con biết làm việc nhà, gửi chén lau nhà chăm em nè. Cái đó anh cũng biết làm, nhà má em, má anh làm là được rồi. Hello Hòa Thanh, ở đây đi em, đừng có outline em qua đây, anh năn nỉ em. Giống Vi, Vi là Kim Tae Hyun của BTS chứ vậy. Tôi cũng thích ông đó mặc đồ đẹp. Với lại ông lầy. Được, tôi ai lầy tôi thích. Hello Khả Vân nha. Trời ơi có gì đâu, tại không thấy thì anh chưa trả lời được chứ. Mẹ em kêu anh về làm ghế kìa. Nhưng mà mẹ anh chưa cho anh làm ghế ai hết trơn. Ok em sẽ ra clip nhiều hơn cho nhắm mắt thiêu vui vẻ. Bây giờ mình hỏi cái gì để mình tâm sự với nhau đi mấy bạn. Coi từ đầu like tới giờ mà chưa được gọi tên luôn đó. An Hạ, anh gọi tên em nha An Hạ ơi. Sao không chào mà không chịu chào lại, đi ra luôn. Thôi mà coi đi Bạch Như Ý ơi. Bây giờ mình sẽ tâm sự với nhau đi các bạn. Chúng ta hãy hỏi nhau những câu hỏi, trao nhau tình yêu thương. Vào những ngày dịch như thế này thì ở nhà có lẽ rất là buồn. Tôi cũng buồn lắm. Tôi muốn đi quay lắm. Tôi muốn đi quay phim tiếp lắm nhưng mà không được đi. Dịch này các bạn ở nhà làm gì?
Có là sau lưng tôi cái rèm chứ ma gì đây. Ở bầu trời rồi em tôi hát giọng Khánh Phương cho em nghe. Và em giờ đang chìm trong giấc mơ em đêm, gói mây mang vào phòng, vòng tay của anh đông đầy nhẹ nhàng hơn cho em yên giấc ngủ ngon. Sau đây là chương trình hát những bài hát cũ, mình sẽ hát chiếc khăn gắn cho bà nghe. Trong nỗi nhớ dường như anh nhớ về em, gửi cho em đêm lung linh và tia sóng nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để anh vững tin và tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì anh mãi là niềm hạnh phúc của em mà thôi. Trời ơi, đang 800 mấy gần 900 người la coi tôi hát một cái, còn 800 người xuống gần 100 con người. 100 con người đó không thích tôi. Nhìn mặt anh Vinh bữa bữa, đúng rồi, anh thích kiểu bữa bữa lầy lầy em ơi, chứ anh không thích nghiêm túc được. Anh cận 275 độ nha em. Rồi luôn, chơi hát dở luôn, nghỉ. Chị An ơi, cho con mập vô nói chuyện tay đôi với em. Ở bên đây. Trời ơi, hát xong nó kêu thôi mình nói chuyện được rồi anh. Ôi, có chị Dương Yến Nhi vô coi nè, không cần hát đâu anh. Thì lâu lâu mình phải điệm một tí nhạc vô để cho mọi người có cảm giác không khí nó bớt nhạt nhẽo. Sao nhìn chú giống chú Vinh Trần ghê. Vô Facebook Vinh Trần hỏi sao nhìn giống Vinh Trần. Vừa làm hóa vừa coi live stream của anh nè anh ơi. Em tập trung vô làm hóa đi em. Làm hóa, em học hóa học á, mà cúi xuống ngước lên là không hiểu gì hết đó. Nên tập trung. À, hát bài khác à, các bạn muốn mình hát bài gì? Sai lầm của anh là của ai trời? Để đó, đúng rồi, đã hát nữa nó tuột nữa đó. Hát không ai coi. Rồi luôn, còn 700 mấy luôn. Trời ơi, còn có 700 mấy luôn, thiệt buồn. Thiệt lâu lâu lên livestream thì người ta đổ vô người ta coi đi. Thiệt buồn, bạn gái nào nuôi anh tốt thấy mẩm mỉm thấy cưng cũng buồn lắm em. Bây giờ không dám đưa cái mặt ra kính nữa, nó muốn tràn hết cái gương. Thôi anh đừng làm hài, chỉ học làm anh thám tử nha. Tính anh nó phải nhây nhây gì anh chịu mới được. Sao nhìn anh giống chú Vinh Gâu? Vinh thì giống đó, trường râu thì không. Anh hát đi mà không là em giận luôn. Bây giờ người kêu hát người không người biết làm gì. Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, không biết nấu ăn hả? Hả? Làm vlog tự cắt tóc. Thôi má, tôi kể cho nghe hồi đó một lần rồi. Hồi đó tôi thích cái tóc của anh Kim Bum đó. Mấy bạn có coi phim Giường Sao Băng không? Đó, tôi thích cái tóc của anh Kim Bum là có cái mái gì nè. Nó xong cái tóc tôi dài. Cái tôi đi tiệm tôi hớt. Thì mấy ông tiệm ở dưới quê mà làm sao bị hớt được mấy cái kiểu đó. Tỉa đại, tỉa xong cái đầu tôi nó như là mà nhìn nó dơ lắm, nó đen á, mà để tóc dài mà phủ phủ này nhìn dơ lắm. Xong cái tôi tự lấy kéo tôi cắt nó tròn vo, vừa úp cái tô lên đầu. Nên bây giờ chịu khó qua cái dịch để đi hớt chứ hớt mình là gọi banh. Đang làm tiếng Anh giùm nhỏ em mà phải bỏ qua coi livestream ông không ghép luôn, buồn thiệt. Cảm ơn em nha Nguyễn Cẩm Nhung. Ôi rồi cái tướng ngồi đẹp thiệt, tôi nói thiệt luôn, tôi thích ngồi cái tướng này, nó thoải mái không. Là một thằng con trai à, không mà hát được chứ không mở nhạc được. Bài đó mà mở nhạc cái này đánh bản quyền tắt livestream. Làm vlog trang điểm đi anh. Minh Thông, tao còn giữ hình mày làm giống Kim Bum này Vinh, thôi bỏ đi Thông. Mấy cái hình đó nên cắt vào ký ức, không là tao đấm vô lòng ngực mày đó.